màu xanh dương tượng trưng cho niềm tin và hy vọng. Cũng như cuộc đời của Ruth Bagley, anh mãi chờ một tình yêu màu xanh. Chiếc xe buýt chở đầy niềm tin. Gia đình Ruth Bagley không thuộc dạng giàu có. Theo tiền tệ này kể thì cuộc đời anh gắn bó với hai người phụ nữ, mẹ và em gái. Anh gia nhập Everton vào năm 11 tuổi. Anh được đưa vào đội hình dự bị của đội 1 Everton trong các trận đấu đầu tiên của mùa giải 2010-2011 và được kỳ vọng sẽ sớm có trận ra mắt tại ngoại hạng Anh. Những năm tháng tuổi thơ của cậu bé Bagley đầy khó khăn. Anh phải thức dậy từ rất sớm để bắt kịp chuyến xe buýt đến sân tập và người giám sát Ruth lúc ấy lại là cô em gái nhỏ bé. Kể về gia đình mình với Ruth là một việc rất khó khăn. Anh chỉ hồi tưởng một vài mảnh ghép vụn vặt để chắp vá thành một câu chuyện tuổi thơ không tên tuổi, không đầu đuôi. Ruth chia sẻ, hồi bé, tôi luôn bị ám ảnh bởi những chiếc Bentley hào nhoáng của chúng bạn. Họ được cả bố lẫn mẹ chở đến tận sân tập vào mỗi sáng. Đôi lần họ cũng tỏ ý cho tôi đi nhờ một đoạn về nhà cho đỡ tốn thời gian nhưng tôi mặc cảm lắm, chẳng bao giờ tôi leo lên chiếc xe ấy để đi cả. Mỗi ngày Ruth bỏ đúng 1 giờ đồng hồ để ngồi trên xe buýt đến sân tập. Bên cạnh anh luôn có một cô bé nhỏ chăm sóc anh từng chút một. Mẹ giao quyền trong tôi cho em gái nên tôi phải tập thật chăm chỉ. Niềm an ủi duy nhất của tôi lúc ấy chính là bữa cơm tối cùng gia đình luôn chờ ở nhà. Ngày qua ngày, chàng tiền vệ cam trường tiếp tục phấn đấu và hy vọng sẽ được thi đấu tại ngoại hạng Anh và Club Cup. Nhưng đến tháng 10 năm 2010, Ruth bị gãy chân sau một pha va chạm trong trận đấu của đội tuyển U19 Anh. Bác sĩ lúc ấy đã khuyên anh nên chọn nghề khác, đừng đá bóng nữa. Bạn biết phản ứng của Ruth Bagley lúc ấy thế nào không? Anh mở tấm ảnh của Wayne Rooney lên và nói với bác sĩ, tôi muốn như anh ấy. Anh ta đã từng chơi cho Everton năm 16 tuổi cơ mà. Khoảng thời gian sau đó anh ngồi dự bị nhiều tháng liền. Khoảng thời gian ấy cho tôi niềm tin và sự kiên nhẫn rất lớn. Tôi luôn mong chờ một ngày mai tươi sáng sẽ đến với mình. Ruth hồi tưởng lại, có lẽ trời không phụ lòng người. Năm 17 tuổi, anh đã cùng đội tuyển U17 Anh vô địch châu Âu và 3 năm sau đó anh tham dự Club Cup trong màu áo U20 của Tam Sư năm 2013. Hãy chọn câu lạc bộ cậu tin tưởng. Sự tỏa sáng và cố gắng không ngừng nghỉ của Ruth đã khiến anh lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Roy Hodgson. Chính chủ huấn luyện viên tuyển Anh đã cho anh rất nhiều bài học. Ngài Roy từng nhận định, nếu Ruth có thể tìm được câu lạc bộ mà ở đó mọi người tin tưởng cậu ấy nhiều như chúng tôi đã làm tại tuyển Anh thì cậu ấy sẽ làm rất tốt. Ruth là một tài năng thật sự. Cậu ấy biết cách tạo ra những tình huống nguy hiểm trên sân. Người thứ hai giữ vai trò cố vấn và luôn cho Ruth Bagley niềm tin chính là Steven Gerrard. Theo Ruth kể lại, một lần anh gặp huyền thoại của Liverpool trên tuyển Anh, đàn anh Gerrard đã gọi anh lại và mở cửa xe cho anh ngồi cùng. Khi đấy, cựu đội trưởng Liverpool đã chia sẻ thật tình những hy vọng của mình đối với người hậu bối. Cậu đến từ thành phố Liverpool này và hãy gắn bó với nó lâu nhất có thể. Hãy luôn nhớ rằng, phải chọn cho mình đội bóng mà cậu cảm thấy tin tưởng và thật sự yêu. Những lời của Steven Gerrard dường như là một kim chỉ nam cho Ruth trong tương lai. Anh đã thi đấu bằng niềm tin và hy vọng vào câu lạc bộ chủ quản rất nhiều. Giờ đây anh chuyển từ Everton sang Chelsea, chuyển từ màu xanh này sang một màu xanh khác. Nhưng chung quy Ruth luôn sống bằng một niềm tin không bao giờ tắt. Anh hy vọng với Chelsea, anh sẽ cùng tuyển Anh tiến xa hơn ở Club Cup 2018 tại Nga. Đã đến lúc Ruth Bagley tỏa sáng hơn với một môi trường khác tại London. Cuộc đời của Ruth sang trang với Chelsea và nơi đây một tình yêu mới bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thích video nhớ like và chia sẻ với bạn bè. Đừng quên subscribe để xem những video mới nhất của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.